Hello, xin chào các bạn đến với mình nha. Kênh Huy Mai Bangkok thì hôm nay Huy sẽ review một cái khu ở sau lưng Huy á, mọi người thấy không, có là 120 baht. 100 baht là 70.000, thêm 20 baht là giống như là cho 90.000 đi nha mọi người, 90.000 một tiếng massage chân hoặc là massage thái. Mà Huy vừa massage xong thì Huy sẽ review một cái khu, đó là cái khu Sukhumvit. Thật ra ở bên Thái Lan á, là có rất là nhiều khu, nhưng mà ở Bangkok á, thuộc về Bangkok á, Sukhumvit là một cái khu mà có những cái người ta gọi là khu, người nói vui là khu nhà giàu, tại vì những cái chung cư này nào cao cấp sẽ ở bên đây. Nhưng á, cái khu mà ở Bangkok sẽ có ba khu trung tâm, đó là Siam Lõm. Thật ra cái khu Siam Lõm nó lại là trung tâm hơn, tại vì cái giá điện nước của nó là mắc hơn những khu khác nha mọi người. Còn cái Sukhumvit đó là cái khu nhà giàu nhưng mà điện nước nó lại rẻ hơn, và về cái khu Siam Lõm nó lại là trung tâm hơn đó mọi người, theo nhận định của Huy nha. Tại vì nó là rất là Thái Lan, và những cái người thường thường cái khu Siam Lõm là những cái người giới thứ ba, và ở trong đây nó sẽ có, người ta đang đi ra, ở trong đây nó sẽ có massage oil là 250. Người ta đang đi ra, người ta đang đi ra, mấy người khách đang đi ra thì Huy ngại quá, Huy qua bên đây, Huy quay thêm cho mọi người nè. Một cái có ở bên đây có một cái khu nhà hàng mà Huy đã ăn của Việt Nam rồi, mà ăn ở trong cái mall tên là From Phong. Đây nhé mọi người, ở đây là nhà hàng tên là Le Dalat. Le Dalat là giống như là hình như tên của Đà Lạt hay sao á, Đà Lạt chứ không phải Đà Lạt ở bên Mỹ đâu nha. Cái đây người ta ghi là Authentic Vietnamese Cuisine từ năm 1985 đó. Mình mở từ nó có 2 giờ đó mọi người, mình khỏi đọc mắt công nha. Mình sẽ đi bên này xong rồi quẹo thẳng bên đây là nó có một cái nhà hàng đó, nhưng mà giờ đã đóng cửa cho nên Huy sẽ review cái khu Sukhumvit này. Nó rất là đặc trưng, có những gì thì mọi người hãy đi theo Huy chân Huy nha. Đây là đường Sukhumvit, đây có rất nhiều trai gái ở trong này, nhưng mà Huy sẽ không có review về những cái đó, tại vì khi nào mọi người đi du lịch đó, mọi người có thể tự tìm hiểu nha. Nhưng mà Huy sẽ quay sơ, đứng chỗ đó là quay sơ làm một cái con đường Sukhumvit thì nó có những gì. Khu này rất là nhiều club và các quán massage. Rồi những cái quán Huy đang đi là một cái quán rẻ dạng như là bậc nhất ở Thái Lan, mấy bữa lên 140 sau giờ xuống lại 120 không biết nữa. Có những cái quán rẻ dạng như bậc nhất rồi đó. Nhớ hồi có chỗ nào rẻ hơn mà chỗ đó Huy nghĩ là cũng ok. Xung quanh đây thì vẫn có những cái quán mắc hơn, nhưng mà cái con đường đó là con đường nhạt nhiếc trai gái bất biết rồi. Nhưng mà Huy nghĩ cuộc YouTube đó, đôi khi mình không có nên quay, và Huy cũng nghĩ là mấy anh chị làm trong đó cũng không có thích để cho lên YouTube, cho nên là Huy cũng rất là tôn trọng và Huy cũng không có muốn làm về cái chủ đề đó. Nhưng mà nó cũng là một cái chủ đề rất là đáng sự quan tâm của mọi người, và cũng Huy cũng rất là thích, nhưng mà Huy không có làm được. Mà bây giờ Huy sẽ review về con đường Sukhumvit nha. Ồ, có ca sĩ hát ngoài đường luôn kìa mọi người, và những cái hàng quán này mọi người đó, hàng quán sát bên đường, người ta làm cái quán giữa đường trên lề, và những cái cửa hàng ăn uống ngoài đường này rất là nhiều, gà nướng rồi đó, ngon quá ha. Bây giờ Huy sẽ, trước khi mà review, Huy sẽ đi mua một ly nước tại một cái quán cà phê không đóng cửa nha, ở cái khu Sukhumvit. Và ở khu này nó có những cái đặc trưng là có Korean Town. Korean Town là một cái nơi khu tập trung về cho những cái người Hàn Quốc ở bên này, chổi chà, chổi lông đồ bán ở ngoài đường nè mọi người, dễ thương quá. Cái cô bán đồ cũng ngủ dưới đất đó, dễ thương lắm. Ồ, có nhiều loại trà đồ này hơn. Ủa là trải cái chiếu ngủ dưới đất nè, tội nghiệp ghê á mọi người. Đó, còn ngủ dưới đất đó. Và đường phố ở đây là khu, ở đây Huy nghĩ là rất là nhiều người Ả Rập Xê Út nè, những cái người ta cười. Để đi đến cái khu Sukhumvit, mọi người có thể tới cái BTS tên là Asok nha mọi người. Nó có cái Skywalk đi trên đây là nối cái BTS là Asok Skytrain. Còn nếu mà muốn đi MRT á, MRT là tàu điện ở dưới đất, nó sẽ nhanh, nó không chuyển line, thì là
bên kia, cái ngay giữa ngã tư nó có cái Sukhumvit luôn, nó tên là Sukhumvit. Và ở đây nó có một cái Terminal 21 đó, mọi người thấy không? Đó, Terminal 21 là Huy rất là thích, và nó có một cái quán pizza dưới chỗ khu này rất là ngon nha. Để Huy quay cho mọi người coi từ từ nha, mọi người đừng có lo. Đó. Đây, đi bộ qua đường nha mọi người ơi, đi bộ qua đường nào. Đây là sẽ tới cái MRT luôn, còn cái đây là cái BTS nè. Nó chia làm hai nhánh. Wow, đi bộ vui quá, mát lắm. Hôm nay thời tiết Thái Lan đẹp lắm mọi người. Đây, mát ghê luôn mọi người. Xe dừng lại cũng có đèn đỏ ngay khu này. Những cái tòa nhà ở bên đây đó, có khách sạn rồi, những cái tòa nhà chung cư bên đây tập trung, cho nên là gọi là khu nhà giàu, là do những cái chung cư cao cấp đó, nó tập trung bên này. Còn cái khu xì lõm cũng là khu không phải là khu nhà giàu nhưng mà lại mắc tiền hơn, vì nó là cái khu trung tâm. Và khu xì lõm á là nó tập trung về những cái office, và nó cũng nổi tiếng là tại vì nó là thuộc ở về những cái nơi ăn chơi của những cái người ở giới tính thứ ba đó mọi người. Đó, cho nên là nó nổi tiếng là như vậy. Và đây là airport này mọi người. Đó, airport là mình đi lên tàu điện ngầm là đây nha. Xong rồi còn dưới đất đây nè, đó mọi người thấy không? Dưới đất đây nè, đó, dưới đây nè, đóng cửa rồi nè. Bây giờ là 12 giờ đêm bên này. Là mình đi rất là nhanh, muốn tới khu này là, nhưng mà nó là ban đêm thì nó không có mở ra. Nó không có mở, 12 giờ đóng cửa rồi. Còn cái quán pizza này nè mọi người, đó. Vừa lên tàu điện ngầm nè. Xong cái quán pizza này nè, rất là ngon luôn. Mình mua một miếng nhỏ vẫn được, ăn một mình vẫn được. Huy đã từng review rồi, mọi người có thể xem lại nha. Đây là Terminal 21. Đó là một cái mall giống như ở Siam thì có Paragon. Còn đây bây giờ 12 giờ đóng cửa. Cái mall này Huy cũng rất là thích. Đây là 12 giờ đêm, có chị này bán cá nhân chiên luôn, ngon quá ha. Những quán búp nhỏ ở bên đường. Những quán búp nhỏ ở bên đường. Đôi khi trong clip đó Huy cười là do cái người đi đường người ta cười Huy. Cho nên là mọi người cứ thông cảm cho Huy nha. Nhiều người nói sao hay cười thì do có cái người cười Huy cười lại. Những cái búp đó mọi người, những cái búp cho người nước ngoài bên đây tập trung rất là rải rác chia ra. Và cái đường này bán về những cái vật dụng, như là để nó hơi tế nhị một chút nha, nhưng mà Huy sẽ không có quay những cái đó. Nhưng mà đây là một cái việc rất là bình thường thôi chị. Nếu mà cái cuộc sống độc thân thì nó có những cái dụng cụ để cho mình có thể cho cái việc ái ân đó mọi người, của vợ chồng hoặc là những cái người sống một mình thì người ta cần cái nhu cầu á, có thể tới đây để mua. Nói chung là mua cái đó nhiều khi á để mình trị cho những cái người mà hay đi comment á, hay comment mà phá người khác á, người ta bực dọc á, có thể mua cái đó để người ta làm hài lòng bản thân, người ta không có đi phá cái người khác, người không có đi phá mấy cái người vô comment á, thiên hạ phá thiên hạ, làm cho mình hài lòng bản thân hơn á, bớt tức giận rồi. Vì là khu đêm cho nên là có những cái McDonald's mọi người thấy không, 24 hour, hoặc là bây giờ nè sẽ tới một cái quán cà phê 24 hour. Đây bên kia đường là khu Hàn Quốc và bên đây là 24 hour nè mọi người, cà phê Tom and Tom Coffee. Bây giờ mình sẽ vào mình mua một ly cà phê để mình có sức review cái khu này cho mọi người nha. Bánh trái rồi quá trời ngon nè mọi người ơi. Matcha red bean cake, caramel macadamia cake nè, apple crumble. Quá trời quá đất, nói chung là nhiều quá. Ồ, có bánh almond fruit brownie nữa ha, ngon quá ha. Có cái bánh này spinach, có rau ở bên trong á mọi người. Wow, ngon quá ha, croissant nhưng mà có rau ở bên trong á, rau spinach ăn cũng tốt lắm. Strawberry nè, ồ thấy ngon quá ha. Dâu á, bánh dâu thường thường ở cái quán này có, chứ đâu có thấy mấy quán khác. À cũng có nhớ có butter almond, và có cà phê. 24 giờ, cũng như là có những cái món bingsu, tại cái khu này là khu Hàn Quốc cho nên bán mấy cái món này được lắm. Bingsu này ở bên đường cũng có quán hồi xưa 24 hour, bây giờ hết rồi. Quá trời này. Melon này, melon watermelon, không phải, cái này là melon thôi. Yogurt nữa hơn. Có bánh này cũng ngon này mọi người, honey này, honey chicha đi. Thái tea chocolate espresso, nhưng mà người ta bỏ mấy cái bánh ở trên thấy ngon quá ha.
mấy cái vùng cà phê. Là một quán cà phê nhưng mà thực đơn cũng phong phú lắm nha, có mấy cái bánh nè, bánh đồ quá trời, người ta trưng giả nhưng mà là... rồi cái này cái ly bingsu có hai phần, một phần 209, một phần 201 này đó. Huy một mình Huy mua 201. Cái bánh này cũng ngon, phần này cũng ngon quá, dâu không à, với lại blueberry butter bread New Zealand premium nè. Đây Huy đang cầm một cái menu, khi mà có ấy thì người ta sẽ rung lên. Và ở đây là cái khu của nó cũng hơi phức tạp cho nên là Huy thấy có người vô trong này để người ta xin ăn á, người ta xin thẳng số bao nhiêu tiền đó. Huy mới hái cái gì đó mà chắc chị thấy Huy quay camera chị không dám nói, chỉ xin tiền nhưng mà cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà Huy nghĩ là ở đâu cũng có trường hợp đó thôi. Nhưng mà nói chung cái khu này là khu ăn chơi cho nên là đôi khi mọi người đi chơi thì mọi người cũng để ý để tớ chút. Nói chung là Huy thấy cũng tội nghiệp chứ không có gì hết á. Nhưng mà vô chị xin thẳng bao nhiêu á, xin cái chị kia không được rồi chị qua chị xin cái anh kia lấy cái bánh mì của anh order cho chị đó. Nói chung là thấy cũng tội nghiệp đó. Ở trên đây thì có chỗ sạc pin cho mình nha mọi người. Đó sạc pin này đó, mà cũng có nhiều người vô đây ngủ quá trời. Có người ngủ ở trên ghế rồi, trên đây là trên lầu, dưới đây dưới đất à. Đó dưới đất nè, dưới đất. Xong rồi ở trước là có máy hiên ngồi cũng ok. Nếu mà mọi người đi chơi đêm mình có thể tới đây uống cà phê nha. Đã rung lên rồi, đã sáng đèn lên rồi, xuống lấy phần bingsu ăn nha mọi người ơi. Có một cái phần kem ở bên trên, bên trong là bingsu xay với sữa và một lớp form, và ở ngoài là xoài. Xoài là sẽ là best seller trong những cái phần như là dâu hoặc là dưa gang nha mọi người. Xoài Thái Lan cũng nổi tiếng lắm. Quá ngon. Ngon lắm, một phần như vậy là 201, vì là cái khu 201 bạch, vì cái khu này là khu Hàn Quốc, ở đường là Korean Town cho nên ở đây mở nhạc Hàn Quốc nhiều. Ngon quá. Này nó dùng nó đã lắm, thơm ngon á. 201 là giống như 150 Việt Nam mình nha mọi người. 150 Việt Nam mình đổ sữa lên cũng được nè. Huy không có dám ăn ngọt nhưng mà Huy quay cho nó đẹp á, cho nên mọi người ủng hộ giùm Huy nha. Huy không có ăn ngọt, không ăn sữa mà phải bỏ lên cho nó đẹp nè. Đó, ở trong thì nó vùng vùng người ta xay á, nó như thế này nè. Cái món này hồi ở Hàn Quốc nổi tiếng bingsu đó. Nó thử ngọt quá, ngọt quá chịu nổi được rồi. Đây, chào tạm biệt quán cà phê. Đã có sức, người ta cũng vô trong đá đông lắm rồi, thấy không? 12 giờ đêm hơn rồi, có cái máy hiên ngồi. Ồ, có những cái cô gái đang đứng trước đây, Huy cũng ngại quay quá. Cho nên là bây giờ Huy sẽ đi quay cái gì khác nha, ở bên đường hoặc là gì cho mọi người coi nha. Con đường đây là một cái con đường, không phải là cái khu trung tâm nhà giàu. Tại vì khu trung tâm nhà giàu là nó thuộc thông lo, nó cũng gần đây, nhưng mà nó là thông lo, nó đi dưới đây nè. Còn cái khu đây là khu đêm mọi người, khu mà bán những cái đồ đó hoặc là những cái búp xung quanh đây. Nhưng mà thông lo là cái khu đó nó sẽ là dạng như là gọi là gì ta, nó giống như là búp, nó cũng có búp nó, nhưng mà là những cái let's go người ta cũng vui vẻ đó. Đông lắm mọi người, bây giờ 12 giờ hơn rồi. Ở trong đây cũng có một cái club nè, bo bo club này đó, thì art như là Regency đó, những cái mo ở trong này cũng có búp luôn á, lên đây đồ đã có thang máy rồi, ngon lành cành đào đồ luôn ha. Đông người đông đi tấp nập ở giữa đường này nè mọi người, thấy không? Huy cũng ngại quay ra, nhiều khi đứng trúng cái mặt người, những cái người đang đứng ở ngoài giữa đường thì đôi khi Huy cũng lịch sự không, cho nên là để Huy coi được có cái gì Huy kiếm Huy quay nha. Tại vì Korean Town bên đường đó bán đồ ăn kim chi đồ một khu luôn, bán đồ ăn có buffet nữa, nhưng mà đóng cửa, hình như đóng cửa rồi. Ba búp hai bên đường này mọi người, đó bên đường cũng ba búp, những cái con đường ba búp quá, cũng đông người quá Huy cũng sợ. Ý là đông quá, đây khu trai gái nhiều lắm. Trái cây cũng ngoài đường này mọi người, đó đá bên đó cũng búp á mọi người, đó bên đó búp rồi đó. Cũng có hostel này ha, hostel nè. Đây đi bộ một hồi là ở trên đây là cái nè nè, và ở trong đây nó có một cái
cái city lot và đồ ăn đường phố giữa đường vậy nè mọi người đó. Đồ ăn đường phố và những cái hàng quán bán này, ô rau đồ ngon quá hơn, nem rồi giống nem quá hơn đó, có cái bàn giữa đường nhỏ chút vậy đó, vui quá hơn. Cắm giống như là chưa tới, giống như bằng cái thước gạch vậy á, ngồi đúng cái bàn luôn, ăn ăn xăm tăm này mọi người đó, bán quần áo rồi mọi thứ, đông đúc lắm, người ta xếp ra bán dễ thương quá. Đây, trong con hẻm là có những cái bắp bắp trai gái ở trong đó đi chơi nữa, tôi cũng không dám vô. Ở đây có cái Thai Kitchen, nửa đêm rồi, 12 giờ hơn 1 giờ rồi vẫn có nè. Rồi ngoài đường người ta bán những cái đồ quần áo cũng có, những cái đồ khác cũng có. Cái kệ giày dép người ta để giữa đường người ta bán này dễ thương quá ha. Đang giữa đường vậy đó, tự nhiên có cái kệ giày dép. Xong rồi những cái khu này những cái anh người nước Ả Rập đã làm những cái chung cư này. Cái anh đó, anh thấy cái review anh chọc cứ sai 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 hoài, mắc cỡ ghê á. Anh thấy đó sai sai sai, giống như mấy người say hay là gì á, đi cũng sợ quá. Đó nè, giày dép rồi nè, trường vừa đường đó, người ta ngồi người ta bán đó mọi người, bán đầm bán rip rồi nè mấy cô đó, đẹp quá ha. Đó đầm nè, đầm Maxim nè, đó rất là đông luôn á, cái cô đó cũng mới bưng đó. Có mấy cái ghế đó, cái quán thành quán đồ giữa đường vui quá ha, đồ ăn đồ uống mà bán ngoài đường vui quá. Còn ở sau là club, Huy cũng không dám đi vô, nói chung Huy quay cho mọi người biết thôi nha. Rồi đi ra nè, đi bộ một hồi thì ngay cái đường Sukhumvit đi xuống thì nó sẽ thành một cái khu Ả Rập nha mọi người. Đó mọi người thấy không, India, Arabic, Thai and Seafood. Rồi đi đi dọc xuống dưới đây là khu Ả Rập, giữa đêm vậy nhiều người Ả Rập lắm. Để Huy đi quay cho mọi người coi khu Ả Rập rồi trong cái clip này luôn nha. Đó Ả Rập nè, một cái nhà hàng Ả Rập nè. Ồ trong khu này là giờ 1 giờ sáng mà còn có một cái khu, một cái mall luôn á trời. Trời. Grand 5 Hotel and Plaza. Khu đây là khu người Ả Rập á mọi người. Đó Ả Rập này, Nana Beauty Village, bán mấy cái đồ tùm lum hết à. Khu Ả Rập nè mọi người. Wow, ở đây là toàn không có người Thái Lan luôn á, toàn là mấy cái người nước Đông Âu á ha. Đó tiếng Ả Rập này mọi người, tiếng Ả Rập á đó. Túi sách đồ, vali rồi, bán mấy cái đồ. Wow, ở trên đây có cái gì ngồi chờ này, hay quá ha. Mấy cái ghế đẹp quá ha. Turkish Restaurant, Thổ Nhĩ Kỳ phải không ta? Như là Thổ Nhĩ Kỳ nè, có nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ nha mọi người, những cái món bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nè, có mì ở bên ngoài á, quá trời ngon. Bánh mì cũng ngon quá ha, mấy cái bánh đây cũng ngon lắm á. Để Huy ra cái chỗ bánh mì ngoài đường á, khu Ả Rập nó ngon lắm. Mấy cái cơm Thổ Nhĩ Kỳ nè, nó như vậy nè đó, cơm Thổ Nhĩ Kỳ có cù rồi đó, nói chung là nhiều món lắm mọi người ơi. Nhưng mà Huy sẽ đi review ngoài đường nha, cái khu Ả Rập ngoài đường đó vui lắm, nó hay lắm, nó cũng hay ho ghê lắm. Còn đây là khách sạn nên có sảnh chờ là đúng rồi nè. Đó nửa đêm quá trời đồ luôn mọi người. Huy thấy có mấy cái chỗ bán trầm hương hay là gì á, mấy cái anh ảnh bán mấy cái đồ Ả Rập rất là lạ luôn, trầm hương nè hay là gì á, hay quá, lạ quá. Lần đầu tiên tới đây thấy vậy luôn. Huy có thấy khu Ả Rập, Huy cũng ăn bánh mì khu Ả Rập rồi có cắt tóc nửa đêm rồi này nọ tới sáng sớm luôn. Nhưng mà trong này thì Huy không ngờ là có một cái mơ luôn á. Giờ mới thấy khu Ả Rập thì người ta hay bán mấy cái này nè, cái gỗ nó thơm lên mùi trầm hương hay là gì á, mấy cái anh ảnh bán nhiều lắm. Anh Ả Rập á, thường thường người Ả Rập sẽ có râu quai nón rồi đẹp lắm mọi người, và mắt rất là to. Đây là trầm hương nè, một cửa hàng trầm hương vào lúc 1 giờ sáng nha. Oh, thơm lắm mọi người, thơm ơi là thơm đó. Đó đây cũng là trầm hương nè, Ả Rập. Một cái cửa hàng quá sang trọng, quá đẹp luôn nè mọi người, da giống như lấp lai lấp lánh mà trầm hương không luôn á. Quá và mỹ phẩm nè, herbal, pure herbal rồi đánh răng người ta cũng bán, cửa hàng Thái Lan cho mấy người Ả Rập luôn á, những cái anh Ả Rập ở đây nè. Bây giờ Việt Nam mình cũng hay bán mấy chai dầu thơm mà đẹp mà ngọc ngà đồ của Ả Rập á. Ở trong đây cũng thơm, cái mùi dầu thơm đó là cái cửa hàng. Cái anh đó anh nói gì, anh quay là anh nói gì hồi không biết là ông.
anh nói gì vậy? Ồ, người ta bán đồ nhiều quá trời luôn á, nửa đêm. Ồ, trầm hương này mọi người. Một cái trầm hương mà nó cao rớt xuống này luôn. Nhiều loại hơn, có loại nhỏ. Ô trầm hương người ta ra ải rạc hết. Ở trong cái mall này đã có nhiều rắc cửa nha. Cửa tầm lâm hết, có thể ra đường Sukhumvit luôn. Ra ngoài đường đó là thành Sukhumvit. Rồi ra đường này là thành khu Ả Rập. 1 giờ sáng một cửa hàng Ả Rập giữa đường này mọi người. Restaurant hàng cà phê với là rất là nhiều cái món Ả Rập, đặc trưng của Ả Rập như là món cá và món canh gì này mọi người. Có cơm giống như cơm cà ri rất là ngon luôn. Quá trời quá đất vậy không? Nửa đêm nhà hàng cũng rất là sang trọng ha, những cái món bánh mì kebab nè. Đó. Có cả siêu thị cho ban đêm và có siêu thị này mọi người thấy không, có cả tiệm thuốc tây luôn á, tiệm thuốc tây nửa đêm nè. Đây giống Foodland đúng không? Đúng rồi, Food Lady nè, Foodland luôn. Foodland là một cái siêu thị 24 giờ người hay mua. Quá trời các cửa hàng bán mỹ phẩm đồ á mọi người. Nói chung là bán nhiều thứ lắm. Wow, mỹ phẩm cho tới cắt tóc làm nail rồi tới giặt đồ nửa đêm nè. Giày dép nè, quá trời luôn. Lạ quá mọi người ơi, thấy lạ quá. Giống người đang đi đó, đến đất nước Ả Rập. Ô, có massage luôn nè. Massage Ả Rập luôn á. Shisha. Khu Ả Rập là hút shisha. Người ta nói tiếng Ả Rập, hồi dịch ra là nói anh ơi đi vô đây hút shisha không. Anh nói có cái khu cà phê nè. Anh nói shasho chichi shishi. Tôi dịch ra là anh ơi đi vô đây hút shisha không anh. Đó, shinso cà phê nè. Quá trời quá đắt, ông nửa đêm mà có cà phê đồ ngon lành cành đào luôn á. Cơm trái thơm này, 4 miếng con tôm nè, quá trời luôn ha. Ồ cũng ngon lành đẹp quá ha. Nửa đêm nửa hôm nè, quá trời. Tôi đang đi ở đất nước Ả Rập nha, tôi không cần tốn vé máy bay nha, tới luôn á, tới thẳng đất nước Ả Rập hút xe luôn nè. Quá trời, mỗi người một bàn nè. Đó, quán cà phê rất là đông đúc khu này nha. 1 giờ sáng có cắt tóc luôn á, nậu trời ơi. Đó, thấy không, cắt tóc này đó. Huy nói khu cắt tóc bên kia đông hơn, cái khu này nó vắng và nó sang hơn á, chứ khu bên kia khu đó nửa đêm mà có nhà hàng nè, thấy không, Traveler Tavern đó, rất là sang trọng luôn, đèn lấp lánh như đất nước Hy Lạp, Ả Rập, Xê Út và các nước Đông Âu. Nail treo và tattoo nè, sợ nửa đêm muốn xăm hình cứ vô này xăm lông mày luôn, xăm hình xăm lông mày đều được hết nha, nối lông mi rồi luôn, tối đi chơi cho nó đẹp. Qua wow, tiếng Ả Rập không mà Huy thấy lạ lẫm quá, những con người Ả Rập trong đây không à, mọi người ơi Huy bị lạc đường rồi, đi ra à đúng rồi, đi thẳng ở đây là một cái khu Ả Rập này mọi người. Cái con đường này là đông lắm luôn á, chứ không phải vắng vắng như trong này đâu, đông ơi là đông luôn. Có cắt tóc nè, có bánh mì kebab nổi tiếng, ra mua một ổ bánh mì ăn đói bụng quá. Người Ả Rập thích cắt tóc lắm, biết sao không mọi người, do người ta có râu á, người ta thích cạo râu đồ á, cho nên nửa đêm thì cắt tóc là Ả Rập. Ô có đại lý vé máy bay luôn á, Travel Tourist nè. Ồ những cái anh ở đây là râu rất là đẹp trai luôn mọi người. Có Tourium nè, Travel nè. Ồ đi ra cái này, khu này là quá trời quá đất, tour du lịch nè. Tour du lịch đi đâu á, đi nước nào á, xem đi trong đi trong nước. Có những người đứng cầm cái hộp và muốn quyên góp từ thiện cho cái vấn đề gì đó, thì người ta đứng giữa đường và người ta nói tiếng Ả Rập không à. Nãy mấy cái anh Ả Rập cười hơi quá trời luôn đó, người ta nói là đi đâu vậy hay, mới nói aro đó lè le. Tôi tự dịch luôn, tôi đâu biết không. Một cửa hàng bán đồ truyền thống Ả Rập và những cái chai dầu thơm đó, cái chai dầu thơm này mọi người, chai dầu thơm Ả Rập quá trời quá đất luôn. Đang đêm mà bán dầu thơm rồi đó, xịt cho thơm đi chơi đó. Ả Rập nè lạ quá, Huy thấy sợ. Dạ ý là giống như đang tới một đất nước khác mình mà không biết thứ tiếng á, mình ở bên Thái Lan hồi xưa mình không biết tiếng, chứ không phải là sợ gì hết nha. Ý Huy nói là do mình lạ quá, mình thấy lạ quá, giống như mình đang ở nước khác mà không cần mua vé máy bay á nha. Đó, rượu rồi ủ ơ rồi quá trời luôn, giày dép rồi. Tour du lịch nhiều quá ha, giày dép mà trân đẹp vậy ta, giày dép mà trân đẹp trân trên trời trên tivi luôn á. Osada Restaurant nè, nửa đêm có nhà hàng quá trời luôn. Wow. Đó, đi ra khu đây đông lắm mọi người, đông ơi là đông luôn. Đây là những cái bánh mà của cái đất nước Ả Rập á mọi người, những cái bánh nó như thế này nè, nó có một cái lớp màu xanh ở trên, nó lè lắm, nói chung là nó lè lắm, Huy có ăn rồi. Anh đã nhìn nó lè lắm, Huy ăn rồi nó sao sao á. Và có những cái tiệm bán đồ nước uống, nước ép rồi ngon quá ha. Xong đi ra đây là có cái tiệm bán bánh mì đó, hồi xưa Huy hay ăn á.
Hello, cái chị đây hello. Hello. cũng thân thiện luôn. Người ta cũng thân thiện á. Da mình mới qua. Ok, máy bay live biên. Đồng hồ nè. YouTube ơi, YouTube. Chứ Johnny. You hello, you con. Chi 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 à lại. À. Con thai đúng không? Yeah yeah. Chi chi à lại. Con what your name? Con Muhammad. Hả? Muhammad. 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 Ha bố. Where you from? Me from Sudan. Sudan. Wow. Okay, nice to meet you. YouTuber tí này. Thì Việt Nam. Không? Mấy trai con tả. Ok. Đó, cái anh đã nói chuyện với mình cũng vui vẻ ha. Ở bên đây có bán, có bán đồ ăn. Túc túc nè. Túc túc Thái Lan đó, bên đường này đông lắm mọi người. Mình sẽ qua mua một cái ổ bánh mì Ả Rập ăn nha. Bên đây này, cái chỗ đây này nó rẻ hơn, nó ngoài đường á. Hoặc ở chỗ trong hồi nãy nhà hàng đó, thì nó mắc. Đây cá này, những con cá nè. Những con cá tươi ngon luôn. Hot promotion. Ồ, là than ngon quá. Huy mua một ổ bánh mì nào. Bánh mì ở đây cũng nổi tiếng nè. Mua một ổ bánh mì Ả Rập. Kebab. Kebab. Hello. Đây, bánh mì Ả Rập nè. Đó, anh đang là anh cười nè, vui vẻ lắm. Đó, da Huy mới tới, Huy chưa quen á, nhưng mà mọi người cũng cười rồi. Wow, ngon quá ha. Ta cuốn lại đó mọi người. Wow. Wow, it's so good. À, kebab nè, kebab đó. Có hành, có cà chua, có ngò đồ đó mọi người. Wow, quá trời ngon luôn. Đó, nhiều á, mọi người có thể mua bò, mua gà hoặc là mua gì đó. Có pizza nữa nè, thấy không? Pizza đó. Quá trời ngon. Ồ, ở trong này có phô mai luôn hả? Cái bánh này thì nó che lại bên trong không thấy. Đó, có menu nè mọi người. Có bếp đó, Ả Rập, beach bếp. Huy thấy ở bên kia là có một cái nhà hàng Dubai nha. Nói chung mấy cái nước Đông Âu, mấy cái nước Ả Rập, Xê Út là gồm có Iran, Iraq, Afghanistan, rồi Dubai, rồi L'Espagnol đó, L'Espagne, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi đó. Có khách sạn, khách ơ, rồi ở đây cũng đông lắm mọi người. Cái đường đây cũng đông. À, anh đã mua cho bánh mì nè. Rồi, bao nhiêu vậy anh? 75 hả? Hỏi tiếng Việt mà trả lời tiếng Anh luôn. Mặc dù đang ở bên Thái Lan. À, cười, đây, Huy đã mua xong một phần rồi nha. Bye bye. Yeah. See you. Người ta còn vui vẻ lắm. 75 bạc. Cho 80 luôn rồi. 8 x 7 là 56 ngàn. 50 ngàn này đó. Một cái bánh mì Ả Rập Xê Út. Ê, mình có thể ngồi để ăn được luôn này, có cái ghế nè. Có cái ghế ở đây nè. Ngồi để ăn luôn nha mọi người. Người ta cuốn trong một tờ giấy với mình như thế này nha mọi người. Đây. Nó là một cái miếng bánh như thế này xong cuốn lại giống như bánh tráng Việt Nam mình. Nhưng mà là bánh này bằng tinh bột. Bánh tráng Việt Nam mình là bánh tráng phơi xương. Chiếc bánh mì Ả Rập rất là ngon. Đồng hồ ở đây ngọc không à mọi người coi nè. Đó, một cái quán đồng hồ ngọc không ở bên Ả Rập nè. Con vô mua nước uống, mua nước cho sinh tố uống cho nó mát mọi người. Coi một quán nước sinh tố ở Ả Rập nè, cũng có đu đủ á. Xoài, chuối rồi. Hello. Ừ, quán sinh tố này giống như cà phê hả? Không biết sao cái ly sinh tố như ta mắc quá, 150 luôn mọi người. 150 một cái ly sinh tố như thế này nè. Ở trong một cửa hàng cái cây. Hả? Vô 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 vô. Cảm ơn ca. Đây 150 làm khoảng 100 ngàn Việt Nam mình. Bây giờ 15 đã xong cái clip của mình hôm nay thì Huy hy vọng mọi người coi cái clip thú vị tại đất nước Thái Lan mà Huy không cần mua vé, Huy có thể đến Ả Rập vào lúc như mọi người thấy không. Huy chào tạm biệt.